Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình mới làm con diều vuông. Thả thử à. Mới làm xong đem ra thả thử. Rồi chưa? Chiều cao 1m2 nha. Chiều ngang thì 105. Lập giải nha các bạn, nặng ghê á, dấu hiệu hiu ở lên à. Bay ngon lành không? Chiều nắng quá tốt. Này có quá sức có à. Có bích hết à. Ngon lành, quá nhẹ gió luôn. Giải chiếu ghê không? Bóng. Đây mình mới phân xuống đây. Chiều cao là 120 nha các bạn. Chiều ngang là 105. Cũng muốn vuông á. Rồi thôi, mến chào các bạn nha. Rồi các bạn coi nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Thôi chào tạm biệt các bạn, bye bye.